vì chủ nhà gần gũi, hãy tử tế và thành thật. Tất cả chúng ta đều có cách thức riêng để thể hiện mình ở nơi công cộng, chọn lọc lời nói để không tiết lộ quá nhiều về bản thân hay cố gắng nói những lời hoa mỹ để tạo được ấn tượng tốt. Nhưng tôi nhận thấy rằng sự thành thật, mặc dù có vẻ sẽ chẳng dễ dàng gì cho Cam, thì đáng được tôn vinh hơn nhiều. Chào anh em, video này mình sẽ giới thiệu với anh em một cái mic màu trắng rất là đẹp. Nếu như các anh em thích màu trắng và làm video postcard hay là streamer muốn có một cái mic xịn đẹp ngầu xuất hiện trong màn hình của các anh em thì đây. Ok, Leewit LCT 240 Pro. Hey this is rocket and here we go. Con Leewit LCT 240 Pro này mình đã mua nó được hơn nửa năm rồi và mình có vài bản để dành thì lúc mà mua thì nó được giảm giá mình mua được bản màu trắng và con này cũng khá là khó mua ở thời điểm mình mua thì có khi mà nó lên đến tầm gần 400 đô nhưng mà cái mức giá này nếu như các anh em đang xem video này thì xin chúc mừng anh em con LCT 240 r này nó đang giảm giá còn có 99 đô thôi và nó rất là tốt mức giá này là mức giá có thể coi là cực kỳ rẻ cho một chiếc mic như là LCT 240 Pro này. Rồi điểm đặc biệt mà mình thích ở Liquid đó là khi mà các anh em có bất kỳ một cái câu hỏi nào về sản phẩm mà các anh em mua thì các anh em có thể liên hệ họ với cái website như thế này là các anh em có thể hỏi được tất cả mọi thứ. Rồi và đây là cái <laughs> à, thông số kỹ thuật à, để nhìn trên đây. Thì lúc mà mình chọn cái này á là vì mình nhìn vô trong cái mắt SPL đó các bạn thấy đây là một cái mic cardioid còn denser nhưng mà nó có cái cường độ chịu lên tới 142 dB tức là rất là lớn cho nên con này nó sẽ đảm bảo được vì là khi mà bạn dùng nó cho mọi cái trường hợp thì bạn sẽ không lo bị vỡ tiếng tại vì mình dùng nó cho livestream, podcast hoặc là chơi game hay này kia và con này nó được thiết kế để có thể được làm rất là nhiều thứ từ việc bạn thu voi cho tới bạn thu postcard, bạn thu livestream và bạn có thể thu được cả nhạc cụ nữa nên con lewis lct 240r này ở đây nó có thể coi là một những cái mic đa dụng và rất là dễ tiếp cận của lewis nó có bản màu đen và bản màu trắng thì thật sự bản màu trắng nó là một cái gì đó rất là đẹp và cầm trên tay nó cực kỳ chắc chắn ha rồi, nó không sẽ nói về thiết kế của nó. Khi các anh em mua thì nó sẽ có nhiều cái combo nên các anh em đừng hiểu lầm. Cái combo cơ bản đầu tiên và giá cơ bản của con này là 159 đô thì anh em sẽ có được cái phần phía trên. Đó là một cái mic mount, một cái windscreen và một cái túi da. Đây là những gì. Đây là túi da của nó. Rồi. Đây là một cái windscreen screen. À. Rồi, và một cái uh, mic mao đây, cái mic mao của nó đây. À, cái mic của nó đây. Chứ không phải là nó sẽ có sẵn cái shock mao hay là cái pop filter đâu, nhưng trong hộp này rõ ràng nó có khoét sẵn lộ để chứa cái pop filter lẫn cái shock mao ha. Nhưng mà cái phiên bản mà anh em mua là 159 đô thì nó sẽ không có hai thứ đó, các anh em sẽ phải mua bản 139 đô thì mới có hai cái thứ đó. Và hai cái đó là cái gì? Đây. Đây chính là sóc mau và uh, pop filter. Cái sóc mau dành cho con LCT 240 r là bản màu trắng. Nó có sọc trắng ha. Nếu anh em mua coi chừng là mua nhầm những cái bản màu đen ha bản màu đen là bản dành cho rất là nhiều cái mic khác luôn còn riêng có bản màu trắng thì chỉ dành cho con lct 240 pro thôi còn đây là một trong những cái pop filter đẹp nhất mà mình từng thấy nó gọn gàng nó có tới ba lớp bên trong lận và nó rất là cứng cái nhìn nhìn nó rất là cứng và nó xài 500 hít cái việc xài 500 hít nó rất là dễ cho các anh em sử dụng này đó rồi bây giờ mình sẽ gắn lên cho các anh em xem nè đây đó các anh em gắn lên như thế này nhìn rất là đẹp đúng không rồi sau đó là gắn cái pop filter vào mình khuyến khích các anh em nên mua cả trọn bộ tại vì khi mà có cái sốc mau này thì nó sẽ hạn chế được những cái rung động truyền từ dưới bàn truyền lên nhưng với điều kiện anh em phải xài chân xịn còn nếu các anh em xài chân dởm 30 ngàn mình đang có ở đây thì nó sẽ bị cũng bị vọng giống như bị vọng giống như vậy nè đó tại vì nó lõm bõm nó không có giữ chặt cái mic ok sau đó là một cái nữa là Các anh em sẽ coi cái thiết kế của con LCT 240 Pro ở đây Thì LCT 240 Pro thì bên trong nó là một cái lát diaphragm mà một cái cảm biến âm thanh rất lớn cái cảm biến âm thanh này thật ra nó cũng không phải là lớn nhất đâu có những cái cảm biến large diaphragm nó còn lớn hơn cái cảm biến này nữa nhưng mà cái cảm biến này là vừa đủ để cho các anh em thu âm nó có cái độ sâu và cái độ chi tiết vì nếu như mà lớn quá thì cái âm thanh của rất là nhiều anh em khi mà họ thu họ sẽ bị dày và họ sẽ không có biết là tại sao âm thanh mà nó dày quá như vậy thì đây là một cái sự cân bằng của Lewis làm trên con LCT 240 Pro là giúp cho nó vẫn có được cái độ dày nhưng mà nó vẫn đủ trong trẻo và âm thanh nó sáng. Cái tiếp nữa là cái này khi các anh em nhìn cái này sẽ thấy là xung quanh cái này anh em nhìn được cái diaphragm bên trong đó, tức là cái khung này là cái khung hở toàn bộ. Vì nó là cái khung hở toàn bộ cho nên là nó sẽ lấy được âm thanh rất là chi tiết và cái cách này á, nó sẽ giúp cho chúng ta nếu như các anh em quay mà trong những cái phòng mà nó có độ vọng có độ vang tự nhiên á, thì nó sẽ rất rất là hay. Và với mình nha. Nếu như đây là một chiếc mic mà 400 đô Cũng có nhiều người cũng cắn răng mua tại vì nó đẹp Hiếm có khi nào kiếm được một cái mic 400 đô màu trắng mà đẹp như thế này lắm Chưa Nếu như nó có giá 159 đô Thì nó là một cái mic xuất sắc trong cái tầm giá 159 đô Vì nó sẽ có một cái chất âm Có thể sánh ngang được những cái mic ở phần giá 200 hoặc 250 đô Nhưng nếu như với mùa Black Friday mà hiện tại cái này nó có mức giá là 99 đô thì các anh em nên mua gấp đi. Tại vì với mức giá 99 đô thì con Lewis LCT 240R này nó sẽ out of hết tất cả các sản phẩm khác mà các anh em có thể mua được. Hai, à, 99 đô thì mua ở thị trường nước ngoài thì sẽ tầm khoảng 25 triệu và cộng cả thuế cả về tới Việt Nam thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 triệu rưỡi xin lỗi 99 đô là hai triệu rưỡi chứ sau là 25 triệu nhầm 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 hai triệu rưỡi và về tới Việt Nam thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 triệu rưỡi thì 3 triệu rưỡi cho một cái mic còn sơ màu trắng đẹp như thế này kiếm đô ra đúng không kiếm đâu ra thách các anh em tìm khắp Việt Nam không có cái mic này như vậy đâu cho nên với giá này chơi được rồi rồi ok đó là cái giới thiệu ngoại hình và con này là mic condenser cho nên nó cần nguồn 48v để hoạt động và mình sẽ cắm nó lên trên cái sóc mao mình nói chuyện và thu âm thử cho các anh em xem rồi bây giờ mình đã gắn cái mic lct 240 pro màu trắng lên trên cái chân mic kèm với cái sóc mao rồi và các anh em thấy rõ ràng cái mic này nó rất là đẹp mình đang xoay này để cho anh em thấy cái giao diện của cái mic thôi chứ thật ra là nên để đúng là nên để như này rồi để đúng như thế này thì các anh em nghe cái âm thanh nó sáng đã chi tiết ha nghe nó trầm ấm nó nó có gì đó nó rất là hay rồi khi mà anh em mua một cái bản tiêu chuẩn đó, thì nó cho anh em một cái windscreen giống như thế này Đấy. và chỉ cần gắn vô thế này thôi là sai thì khi mà gắn cái này vào á thì cái âm thanh nó sẽ tối đi một chút xíu cái việc tối này á, là nó dày hơn nó 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 sẽ bớt cái vọng vang ở trong phòng hơn là tại vì bản thân cái uh, windscreen này nó tiêu âm đi một chút xíu mỗi thứ là phải nghe nhiều nhìn nhận nhiều thì anh em sẽ thấy đó nhưng mà cái sự khác biệt một chút xíu đó nó có thể ảnh hưởng theo cái sở thích của anh em đó có nghĩa là anh em thích cái âm thanh mà thiên tối thì anh em có thể bỏ nó vô bỏ nó vào xong rồi nói thì rõ ràng nó tối và trầm ẩm hơn rất là nhiều. Nhưng mà các anh em xem kênh mình nhiều, các anh em cũng biết là mình thích một cái âm thanh thiên sáng, một cái âm thanh mà nó giàu cái năng lượng mà nó vui vẻ. Mặc dù mình cũng không phải là một người vui vẻ lắm, thì cho nên là mình sẽ không thích cái windscreen lắm. Mình sẽ thích pop filter hơn. Đây là pop filter và khi đặt vào nó sẽ hít nè. Rồi, thì khi đặt cái pop filter này vào thì âm thanh nó sẽ sáng hơn nhanh hơn và cái thiên hướng nó sẽ tích cực hơn và tùy theo cái phòng của âm thanh của các bạn nữa nếu cái vòng cái phòng của các bạn nó có khả năng lấy tiếng vọng nó có vớt thì nó sẽ lấy luôn cả cái vớt tự nhiên nó rất là rất là thích hơn là cái việc mà các bạn gắn cái windscreen này vào đó, thường thì gắn cái windscreen này vào thì nó cũng sẽ bớt đi một số cái tạp âm Tại vì con mic này á, là một con mic hở, nó sẽ hở toàn bộ xung quanh Với cái việc hở toàn bộ xung quanh nó sẽ khác với những cái mic mà có che chắn Nên như đó là cái âm thanh mà khi các bạn xoay vòng vòng quanh cái mic này Các bạn vẫn nghe nó đầy đủ Ví dụ như thế này Đó Tức là với một cái mic hở thì cái việc bạn di chuyển cái âm thanh xung quanh cái mic nó không làm cho cái tiếng nó bớt xuống quá nhiều đâu. Nó sẽ có bớt đấy, nó sẽ có chênh lệch đấy nhưng mà nó sẽ không bớt quá nhiều. Nó vẫn lấy được nên những khi mà phòng của bạn có tiếng vọng thì nó sẽ nghe như vậy. Còn bây giờ mình sẽ xoay mic để các bạn xem thử coi cái coloration của cái giọng của các bạn khi mà chúng ta ở các hướng khác nhau như thế nào nè. Đây là khi mình nói với cái mic ở hướng 90 độ trực diện. Đây là khi mình nói với cái mic ở hướng bên hồng. Đây là khi mình nói với cái mic ở hướng bên hồng. Đây là mình khi mình nói với cái mic ở hướng trên đỉnh đầu. Và đây là mình nói với cái mic với cái hướng ở sau lưng. Các bạn nghe cái tiếng ở sau lưng như bị nghẹt mũi đúng không? À. Cho nên các bạn phải hướng cái mic về đúng hướng. Thành ra là các bạn thấy là cái mặt sau này nó một cái tí nó giống nhẹt mũi và nó tối và chính cái đó nó là cái lấy thêm cái năng lượng trầm ấm và cái độ dày cho cái mic khi mà nó vọng quanh chung quanh phòng đó, đó là cái ngoài hình gắn lên và thử cái cái giọng cho các bạn xem còn nếu mà để mình nói về cái chuyện khử noi và khử tạp âm của cái mic này á, thì cái nick này nó không có noi để bạn nghe được đâu bây giờ mình thử im lặng trong vòng 5 giây là các bạn không nghe một miếng noi nào cả nè Bất ngờ chưa? Tất nhiên là mình đang xài với lại cái audio interface là Lewis Connexic và những cái setup này mình đã có trong cái video về cái audio interface Connexic rồi và hướng dẫn các bạn làm luôn rồi và vì setup đúng cho nên là ngay cả việc mà trong phòng mình nó có một cái tiếng là cái tiếng máy lạnh nó kêu cũng không đến nổi là nó nhỏ cũng không đến nổi là nó lớn nhưng mà nó đã cắt bỏ toàn bộ những cái tập âm đó nhờ vào cái setup của con Lewis và cũng nhờ vào cái lượng noi rất là thấp của con Lewis LCT 240 Pro này à, để coi nè nhìn trên đây đây cái noise của con này là 19 dB với cái 19 dB này thì khi mà các bạn ở trên đây các bạn hạ nó xuống ở dưới cái ngưỡng sao noise có thể nghe được các bạn dùng compress các bạn cắt đi là gần như là các bạn sẽ không nghe thấy tiếng noi nào nữa và nếu như các bạn làm livestream thì rõ ràng cái âm thanh này nó quá ổn luôn nếu các bạn làm postcard âm thanh này nó quá ok luôn và đương nhiên là nó còn có thể sử dụng để cho các bạn thu âm guitar ha các bạn có thể thu piano với cái mic này luôn mình thì không có guitar và piano cho nên ở đoạn sau mình sẽ mở bài nhạc và đọc một cái postcard cho bạn nghe vậy và bây giờ chúng ta sẽ nghe thử một đoạn nhạc ở trên con LCT 240 Pro này. Vì LCT 240 r là một cái mic được thiết kế ra cho đa dụng, bạn có thể thu cả giọng hát của bạn, thu podcast và kể cả, cả thu nhạc cụ, thu guitar điện, guitar thùng thì phát nhạc bằng loa để các bạn nghe các bạn nghe cái chất lượng của nó là các bạn biết được liền à. Rồi, mình sẽ nghe cho các bạn nghe một bài hát mà mình có bản quyền, bài là do em xui thôi của Châu Đăng Khoa, Sophia trình bày ha. Mọi lời hứa yêu nhau đến khi nào còn thở ừ, thì ta đã là chuyến xe về mà không hay Trong tay em giờ là chiếc buồn cùng ai khác vậy Vẫn ngó lên câu hẹn đấy vẫn hợp ông khúc nhạc này hay nhắc cho ai khác tới nay thanh xuân tất là bạn này Chẳng một ai quan tâm em đó em ở nên chưa xây lệ Vậy rằng em sẽ vui lên dẫu không ai đón đưa về Buồn làm chi mỗi muôn phiên xa thành chuyện có có chỉ tình yêu đôi khi chỉ là trên một người lừa dối một người hơi hẹn cho vui tối mới giờ em cứ tin rồi từ thì em xin đang tìm được một người tuyệt vời nhất trên đời để mà không được là sao em say thôi. ơi ừ thì cũng đợi đấy các bạn vừa nghe một cái đoạn nhạc ha còn bây giờ chúng ta đọc postcard thử coi như thế nào nè mình sẽ đọc cho các bạn nghe một đoạn trong cuốn sách Wabi Sabi Welcome. Cái đoạn đó nó có tên là Vì chủ nhà gần gũi. Chúng ta sẽ để đúng khoảng cách để chúng ta đọc nghe cho nó hay nhé. Vì chủ nhà gần gũi, hãy tử tế và thành thật. Tất cả chúng ta đều có cách thức riêng để thể hiện mình ở nơi công cộng chọn lọc lời nói để không tiết lộ quá nhiều về bản thân hay cố gắng nói những lời hoa mỹ để tạo được ấn tượng tốt nhưng tôi nhận thấy rằng sự thành thật mặc dù có vẻ sẽ chẳng dễ dàng gì cho cam thì đáng được tôn vinh hơn nhiều đó là việc sẵn sàng chấp nhận tổn thương và để mọi người bước vào cuộc sống của ta kể cả khi điều đó có thể mang lại sự bất tiện hay bừa bộn những ngày bạn kiệt sức tức giận vì xếp hoặc cảm thấy chán nản bởi người yêu là khi mà bạn cần một người bạn bên cạnh. Không phải một tin nhắn, không phải một cuộc điện thoại, mà là một người bạn thật sự ngoài đời để cùng ta đồng cảm và đưa ra lời khuyên. Sự thành thật cũng đi đôi với sự tử tế. Tử tế là việc nghe nhiều hơn nói, cư xử đúng mực, ân cần với cảm xúc của người khác. Thể hiện lòng hiếu khách giúp cho chúng ta thật sự đồng cảm theo những cách thức siêu thực tế. Ví dụ như mời một người bạn vừa mất đi người thân đến nhà và làm cho họ bát canh nóng hổi gói ghép thức ăn để họ mang về nhà. Hoặc dành thời gian để ăn sáng với người yêu trước khi đi làm nếu bạn biết rằng cô ấy sẽ có một tuần vất vả. Thứ niềm vui mà sự tử tế không ràng buộc mang lại có thể chỉ đơn giản là cảm giác mãn nguyện với những gì bạn làm cho những vị khách của mình. Nó khiến cho việc tiếp khách có cảm giác như một đặc quyền hơn là một nhiệm vụ. Đấy. Thật ra là khi mà mình mua con LCT 240 Pro này thì nó có tới 60% là vì nó đẹp. Còn 40% còn lại mình không quan tâm tại vì mình có niềm tin vào những gì Lê họ làm. Và cái niềm tin đó nó lớn ở chỗ là gì nè. Thật ra khi mà mình mua Lê mình mua con 440 trước. <laughs> mình mua con 440 Pure và con 441 Flex. Và hai con đó nó thể hiện xuất sắc cái nhiệm vụ của nó. Nhưng mà thật sự là mình rất là thích cái màu trắng này. Không? và mình cứ đắn đo mãi cho đến một hôm mình thấy nó là nó đang ở giá 400 400 đô và đùng một cái nó xuống còn khoảng 200 mấy là đã mua được rồi thế là mua thôi và mua cho những người bạn luôn thế thì khi mà mua về xong mở ra xài thì mình thấy rõ ràng cái cảm biến của con này mặc dù là lát còn condenser nhưng mà nó làm nhỏ đi một chút so với con 440 Pure và con 441 Flex dẫn đến câu chuyện là nó làm cho âm thanh nó còn sáng hơn nhưng nó vẫn giữ được cái sự trầm ấm một cái sự thoải mái của một cái mic và cái nữa là cái thiết kế của nó hiện đại nó sang sáng và nó cực kỳ nổi bật trong bất kỳ một cái setup nào và nó giúp cho bạn có thể dễ dàng control được cái không gian setup của bạn và nó đem lại cho mình một cái cảm giác rất là đã mình có xem nhiều video và thấy nhiều người sử dụng con này dùng để hát dùng để thu những bản thu âm chuyên nghiệp tại nhà, những cái bước đầu tiên khi họ tiến lên chuyên nghiệp. Và họ dùng nó để thu luôn cả nhạc cụ. Và có hẳn những người dùng bộ đôi này để thu guitar, thu tiếng kèn, thu cả tiếng violon, thu guitar điện thông qua cái am. Đấy, nó rất là hay. Và có người mình còn thấy là dùng hai con này để thu stereo nữa cho nên mình mới mua tới ba con. Thì một con là mình để thu voi và hai con kia là mình để setup một cái hệ thống stereo nhưng mà vẫn chưa khui ra luôn cho nên là cảm thấy là vô cùng đã đối với lại con LCT 240 Pro này và với cái giá hiện tại nha nếu các bạn cảm thấy các bạn cái số tiền đó nó bạn có thể chi trả được thì mình xin cam đoan với bạn rằng ngay cả khi bạn mua nó với giá gốc là 159 đô hay là 239 đô với full setup thì nó vẫn đang rất là rẻ so với những gì nó mang lại và còn ở thời điểm hiện tại khi mình làm video này là nó vừa Black Friday nó vừa sell off, nó xuống còn có 99 đô thì mình nghĩ rằng chắc là mọi người sẽ gom nó lẻ lắm vì bản màu đen là mình nhớ là vừa sell off xong là nó out of stock ngay lập tức luôn có vẻ là nhiều người thích bản màu đen còn bản màu trắng thì bản màu trắng thì còn khá nhiều ở trên PS Photo, Amazon và Sweetwater các anh em có thể tranh thủ mua ngay vì việc này Ok, cảm ơn các anh em đã theo dõi video chia sẻ về con LCT 240 Pro.